Nga đang bắt Mỹ và đồng minh phải trả giá đắt vì ủng hộ Ukraine. Suốt 2 tháng hứng chịu các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái không ngừng, cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine được cho là đã bị tàn phá nghiêm trọng. Theo Washington Post, Nga đang phá hoại nền kinh tế Ukraine, bắt Mỹ và đồng minh phải trả giá đắt vì ủng hộ Kiev. Tại một cuộc họp kín của Ngân hàng Quốc gia Ukraine, hiện có một trạm kiểm soát quân sự ngay bên ngoài trụ sở chính. Các quan chức cấp cao đã thảo luận về dự đoán mới rằng nền kinh tế bị chiến tranh tàn phá của đất nước họ có thể còn chìm sâu hơn nữa, theo Washington Post. Suốt 2 tháng hứng chịu các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái không ngừng, cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine được cho là đã bị tàn phá nghiêm trọng. Trước các cuộc oanh tạc bằng tên lửa và máy bay không người lái của Nga liên tục trong 2 tháng qua, Kiev dự kiến cần ít nhất 55 tỷ đô la Mỹ hỗ trợ nước ngoài vào năm tới để đáp ứng các chi phí cơ bản, nhiều hơn toàn bộ chi tiêu hàng năm của Ukraine trước chiến tranh. Nhưng giờ đây, với hệ thống năng lượng bị tàn phá nặng nề và khả năng vẫn còn xảy ra nhiều cuộc tấn công của Nga hơn nữa, một số quan chức tin rằng Ukraine có thể sẽ cần thêm 2 tỷ đô la Mỹ mỗi tháng để duy trì hoạt động của các cơ quan chính phủ. Theo Washington Post, mục tiêu Nga khi tiến hành các cuộc tấn công liên tục vào Ukraine thời gian qua dường như có ý định làm cho việc giúp đỡ Ukraine tốn kém đến mức các nước phương Tây phải nản lòng và có thể bỏ rơi đồng minh. Khi Nga mới đây bác bỏ đề nghị rút quân khỏi Ukraine và sẽ không ngừng bắn vào Giáng sinh khi cuộc xung đột sắp đạt được mốc một năm, sự sống còn của Ukraine hiện phụ thuộc rất nhiều vào viện trợ kinh tế bên ngoài cũng như các lô vũ khí được tặng. Các nhà lãnh đạo chính trị ở Ukraine hiện đã bắt đầu cố gắng thuyết phục phương Tây tăng cường hỗ trợ họ. Ông Oleh Ushenko, cố vấn kinh tế của Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố, chúng tôi sẽ yêu cầu hỗ trợ tài chính nhiều hơn và Nga đang nỗ lực để phá hủy sự đoàn kết giữa các đồng minh với Ukraine. Tại cuộc họp tuần trước, các quan chức ngân hàng Ukraine đã cân nhắc điều gì có thể xảy ra nếu các cuộc tấn công của Nga gia tăng. Theo đó, họ dự đoán người dân có thể lũ lượt chạy trốn khỏi Ukraine mang theo toàn bộ tiền bạc của cải. Đồng tiền Ukraine có khả năng bị phá giá khi họ tìm cách đổi đồng hryvnia lấy euro hoặc đô la Mỹ. Chính phủ Ukraine có thể không có dự trữ quốc tế để thanh toán cho các mặt hàng nhập khẩu quan trọng và không thể đáp ứng các nghĩa vụ nợ nước ngoài, tạo ra một kịch bản đen tối được gọi là khủng hoảng cán cân thanh toán. Một kịch bản tồi tệ cũng được thảo luận, đó là nền kinh tế Ukraine có thể giảm thêm 5% trong năm tới, trên mức giảm 33% trong năm nay. Washington Post dẫn lời quan chức giấu tên có mặt trong cuộc họp tiết lộ. Thủ tướng Ukraine Denis Shmyhal phát biểu tại một hội nghị các nhà tài trợ quốc tế ở Paris vào hôm thứ Ba ngày 13 tháng 12 cho biết sự suy giảm trong năm tới có thể lên tới 9% tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của các cuộc tấn công liên tục của Nga. Bộ trưởng Tài chính Ukraine Sergei Marchenko đang trong quá trình yêu cầu Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen viện trợ hàng tỷ đô la Mỹ khi ông cảnh báo với bà về vụ tấn công của Nga vào cơ sở hạ tầng Ukraine. Khi đất nước đang trên bờ vực tài chính, một số cố vấn của Tổng thống Zelensky trong những tuần gần đây đang xem xét yêu cầu các chính phủ phương Tây tài trợ trực tiếp bằng tiền mặt cho công dân Ukraine, Washington Post dẫn các nguồn tin Ukraine cho biết. Tuy nhiên, yêu cầu như vậy đã nhận lấy phản ứng lạnh nhạt từ các quan chức phương Tây, những người vốn đã cảnh giác với việc ủng hộ viện trợ quá nhiều cho Ukraine, theo Washington Post. Thưa quý vị, ngày Giáng sinh ngày 25 tháng 12 năm 2022 sẽ là cột mốc lớn đối với cả người Nga lẫn người Ukraine. Khi cuộc xung đột vũ trang giữa hai nước tròn 10 tháng, với những thiệt hại tổn thất lớn chưa từng thấy ở châu Âu kể từ sau Thế chiến II, quân đội Nga và Tổng thống Putin đã có nhiều điều chỉnh quan trọng về chiến lược để giành chiến thắng theo cách của họ. Gần 10 tháng xung đột, giao tranh giữa Nga với Ukraine vẫn diễn ra khốc liệt và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Nút thắt lớn nhất hiện nay đối với cả Nga và Ukraine nằm ở Crimea, bán đảo trên Biển Đen mà Nga đã sáp nhập vào lãnh thổ từ năm 2014. Đây chính là làn xanh đỏ mà hai bên coi là vấn đề không thể nhân nhượng trong xung đột hiện nay. Tổng thống Volodymyr Zelensky từng tuyên bố chiến sự chỉ có thể kết thúc khi Crimea trở về với Ukraine, trong khi Moscow khẳng định không bao giờ từ bỏ bán đảo này. Đà phản công gần đây của quân đội Ukraine trên chiến trường miền Nam đang khiến mục tiêu tái chiếm Crimea trở nên khả thi hơn, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Phương Tây lo ngại một chiến dịch tấn công của Ukraine và Crimea có thể kích động Nga thực hiện những hành động quyết liệt, đặc biệt là khi Điện Kremlin từng ám chỉ khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ là những vùng đất vốn thuộc Ukraine.
sang năm 2023, nhiều khả năng Nga sẽ tiếp tục nhiều chiến thuật chính trị và quân sự như thúc đẩy hoạt động thông tin để ngăn các nước như Ấn Độ, Trung Quốc và các quốc gia trung lập khác tham gia vào các lệnh trừng phạt của phương Tây nhằm vào Nga. Chính quyền Nga cũng sẽ áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo dân chúng ủng hộ chiến dịch quân sự của nước này tại Ukraine. Hoạt động dân vận này sẽ đặc biệt quan trọng hơn trong tình huống Nga cần thực hiện tuyển thêm lính nghĩa vụ để bổ sung nhân lực cho quân đội. Tương tự, nhà lãnh đạo Putin được dự báo sẽ duy trì cuộc chiến năng lượng. Theo đó, Nga sẽ tiếp tục ngưng cung cấp khí đốt cho châu Âu nhằm gây áp lực khiến EU thúc đẩy Kiev đồng ý với một lệnh đình chiến khi nhiệt độ giảm sâu vào mùa đông này. Bên cạnh đó, Nga có thể sẽ đẩy mạnh tấn công các nguồn cung năng lượng cho Ukraine. Việc các trạm điện Ukraine bị tấn công không chỉ làm xáo trộn cuộc sống ở đây mà còn khiến Ukraine mất đi sự trợ giúp của nước ngoài. Rốt cuộc, các nhà đầu tư nước ngoài ít khả năng sẽ quay trở lại quốc gia Đông Âu này khi họ không còn nguồn điện ổn định, đáng tin cậy. Ngay cả khi các cuộc tấn công đó không cản bước các nhà đầu tư vào Ukraine, thì đất nước này vẫn hứng chịu tổn thất lớn về kinh tế theo nhiều cách khác nhau. Thưa quý vị, thời gian gần đây, trước các trận pháo kích dày đặc của lực lượng Nga nhằm vào các cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine, Kiev dường như đang tận dụng tối đa hiệu quả và lợi thế của UAV nhằm xoay chuyển tình thế. Kể từ những ngày đầu của cuộc xung đột, cả Nga và Ukraine đã triển khai nhiều UAV quân sự và thương mại. Tuy nhiên, việc sử dụng thường xuyên và hiệu quả loại vũ khí này trong thời gian gần đây của hai bên cho thấy giai đoạn mới của leo thang. Máy bay không người lái UAV đóng vai trò quan trọng trong xung đột ở Ukraine. Cả Nga và Ukraine đều sử dụng UAV với các nhiệm vụ khác nhau, từ thu thập thông tin tình báo cho tới tham gia các chiến dịch tấn công. Một số nhà quan sát nhận định, Ukraine đang tận dụng tối đa lợi ích của việc sử dụng UAV. Các UAV có tầm hoạt động xa hơn các loại tên lửa mà Ukraine sở hữu trong kho vũ khí. Chúng cũng rẻ hơn, không cần huấn luyện nhiều như các máy bay chiến đấu có người lái và không đặt các binh lính vào tình huống nguy hiểm. Phía Nga cáo buộc các cuộc tấn công căn cứ không quân gần đây trong lãnh thổ của nước này là các cuộc tấn công UAV do Ukraine thực hiện. Dù vậy, theo các nhà quan sát, các UAV không thể tạo ra những thay đổi mang tính quyết định cho Ukraine về mặt chiến lược. Để điều đó xảy ra, Ukraine cần nhiều hệ thống phòng không hiện đại hơn để đối phó với UAV cảm tử mà Nga triển khai nhằm vào các cơ sở hạ tầng quan trọng. Bên cạnh đó, chỉ riêng các cuộc tấn công UAV sẽ không thể gây ra tổn thất cho Nga để chấm dứt xung đột. Chính các chuyên gia cũng nhận định các cuộc tấn công UAV nhằm vào các căn cứ không quân vừa qua chủ yếu mang tính biểu tượng bởi chúng không ảnh hưởng nhiều đến khả năng quân sự của Nga. Kể từ đầu tháng 10, Nga bắt đầu tiến hành các cuộc tập kích diện rộng bằng máy bay không người lái UAV và tên lửa nhằm vào hạ tầng năng lượng trên khắp Ukraine. Moscow nói rằng động thái này nhằm ngăn chặn dòng chảy vũ khí của phương Tây vào Ukraine và làm suy yếu năng lực quân sự của Kiev. Để đối phó chiến thuật tập kích của Nga, Ukraine đã kêu gọi các đồng minh, đối tác phương Tây viện trợ những tổ hợp phòng không hiện đại cũng như thiết bị điện giúp nước này vượt qua cuộc khủng hoảng năng lượng hiện nay.